Rồi, xin chào các bạn đến với kênh kỹ thuật điện. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mình sửa chữa cái mấy cái công tắc này. Sao bật đèn không sáng? Đây, bật đèn đây mà lúc trước chủ nhà người ta kêu bật đèn này sáng này, sáng cái béo này, mà giờ bật không sáng nữa. Bây giờ bắt đầu mình sẽ mở ra kiểm tra xem. Mở ra kiểm tra xem sao. Rồi mình thử điện thử ổ kém thử có không nữa đã nha. Mình mới chuyển qua cái công tắc. Mày thử điện ổ kém thì sáng không? Ổ kém cũng không sáng các bạn. Rồi, ổ kém cũng không sáng. Mẹo thì giờ mình chỉ cho các bạn cách sim nhanh nhất. Ổ kém không sáng mà ở mấy cái ổ kia có điện nhưng mà cái riêng cái này không có điện. Đó. Bật công tắc đèn thì đèn không sáng. Rồi. Rồi, đầu tiên thứ nhất là vô là mình kiểm tra cầu chì. Cái thằng tắp lu này có cầu chì không có đã. Nha. Đây, mình cũng đã thấy thằng này nó có cầu chì này đó. Nó có cái cầu chì đây. Xem thử nó ché không nha. Đó, cách kiểm tra đầu tiên. Giờ mình cũng chưa biết nó phải cầu chì không nhé, mình suy đoán thôi. Bật công tắc đây này nó không sáng nhưng mà ổ kém nó cũng không có luôn. Thì mình nghĩ tới là cái cầu chì liền. Đó, chứ không cần phải mở cái tấm lưu này ra luôn đâu. Mình coi cầu chì trước, cầu chì ở ngoài đây mình mở ra được mà. Một khi mình đã coi cầu chì xem mình làm cái cầu chì vô mà nó không sáng nữa là mình mới mở cái tấm lưu ra xem. Rồi, giờ mình sẽ mở cầu chì ra xem. Ôi trời. Dây cùng luôn. Đứng đường hết. Rồi, khỏi, ốc dây nó mất rồi. Đây. Đây, kiếm có con ốc rồi đây. Rồi, ok. Đây. Đây, mở cầu chì ra mình sẽ đã thấy như thế này. Đó. Bạn thấy xem là mất tiếp điểm rồi, nó bị ché đây nữa, ché nữa nè, thấy không nè, ché con ốc đây ra, nó ché con ốc đây ra, nó rớt ra luôn rồi, nó đâu có còn ăn nữa đâu. Rồi cái cầu chì coi này coi như hư quá rồi, đâu còn ăn nữa, cầu chì coi như hư rồi. Rồi thôi nhé, còn đó cầu chì là mình nghĩ nó là chính xác rồi nè. Nó bị ché đây, mình kiểm tra thử một bên kia có thử có điện không nữa nha. Bên kia có điện không? Đây không có điện. Đây có điện mà, đó. Bạn thấy không? Nè, điện sáng quá đỏ luôn đây mà. Đó, đúng rồi, vậy là bị hư cầu chì rồi. Đó, phát hiện ra hư liền thấy chưa. Rồi mình đưa vô đây thử đi, bật đèn thử đi, mình cho nó hai tiếp điểm này chung với nhau thử đi. Rồi giờ mình bật đèn thử đi. Đó, hình như là có rồi đó nè. Đó, đúng rồi, sao đào hơi cầu chì thuốc mịt. Rồi giờ mình sẽ lấy dây chì thay thôi, đơn giản. Đây, mình cũng chuẩn bị sẵn trong đồ nghề, mình lúc nào có dây chì hết. Đây, dây chì đây. Rồi, ok, quấn vô đó, đưa vô lại thôi. Đơn giản. Đây, xài nhiều quá sao nó cũng ché luôn à. Xài mấy cái bóng đèn không mà giữ người ta. Cái dây chì đây cũng bị ché. Rồi, ok. Chờ, ché dây chì. Đây, mình cũng đã quấn lại cái dây chì đây. Đây như cũ. Rồi, mình thấy không? Đó. Rồi, giờ mình nhét nó lại thôi. Nhét lại xem thử.
Làm sao chứ? Dạ được rồi. Tưởng đâu đâu khó khăn lắm. Rồi bật lên thử xem. Chưa tốt mịt. Rồi phát hiện ra bệnh của nó. Rồi thôi đèn đã cháy. Ok. Xin thử ống kém có bị không? Xin thử kém có điện không? Ống kém không có điện đi. Bé sáng này mà ô kém này không có điện à. Bắt đầu mở ra kiểm tra nữa rồi. Ô kém không có điện các bạn. Coi thử đi. Điện có vấn đề không? Rồi vậy là bị hư cái ô kém nữa rồi. Điện đây có mà ổ kém lại hư rồi. Vô coi thử đi. Kiểm tra các bạn nghe cái mé thử. À, có điện đấy mà. Có điện. Vậy là bút điện vấn đề gì đây, nguy hiểm quá vậy các bạn. Bút điện giờ không có điện nữa mà kia là sáng. Đây là bút điện đây có vấn đề, mình phải kiểm tra lại cái bút điện chứ không là nguy hiểm quá. Có điện mà không sao, có điện ok rồi. À, mình cũng đã chỉ cách cho các bạn xem khi mà cái vấn đề bị chát cầu chì như vậy. Bạn thấy hay thì nhấn đăng ký kênh cho mình nha. Ra nhiều clip khác lúc nào mình sửa chữa mình cũng quay cho các bạn xem. Để xem thử tình trạng của sửa chữa nhà dễ không mà. Rồi.